không có ai sinh ra mà biết làm UX UI hết, cho dù đời nó đối xử mình như thế nào thì mình vẫn yêu nó. Vẫn phải tự yêu cuộc sống của mình đúng không anh? Đúng có rồi. Chuyện gì xảy ra thì mình chỉ biết chấp nhận thôi chứ mình có thể làm được gì đâu. Đúng rồi. Chỉ có thay đổi bản thân mình chứ không thay đổi đời được. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Talk Show Người Trong Môn Nghề và mình là Andy. Các bạn thân mến, ngành thiết kế UX, UI và Production Design, thiết kế sản phẩm là cái lĩnh vực mà Spyroom đã nhận được rất rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc từ các bạn. Thế nên là trong ngày hôm nay, trong số podcast hôm nay, bọn mình đã mời đến đây anh Hoàng Nguyễn. Anh là co-founder và là design coach tại KickUp. Và em chào anh Hoàng ạ. Bọn em rất cảm ơn anh rằng bởi vì anh đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay. Anh Hoàng có thể dành lời chào đến các bạn khán giả được không ạ? À, rồi, chào mọi người, chào các bạn đang nghe Người Trong Môn Nghề. Anh là Hoàng Nguyễn ha. Anh Hoàng ơi, em thấy cái không gian ở sau lưng anh có rất là nhiều cây, không gian được phủ xanh rất là nhiều. Vậy thì em có thể hỏi anh là, anh là một người rất thích trồng cây đúng không anh? Chính xác hơn thì anh là một người rất là thích thiên nhiên, thích kiểu mình hòa mình vào thiên nhiên ấy. Thì đợt 2 năm vừa rồi thì như mọi người cũng thấy là mình ở trong cái tình trạng là giãn cách á. Thành ra là nếu mà anh không thể ra ngoài với thiên nhiên thì anh đã cố gắng tìm cách để đưa thiên nhiên vào trong nhà. Nên là 2 năm trở lại đây thì anh mới bắt đầu trồng nhiều cây hơn ở trong nhà. Em thấy nhá, thì thường thường người ta trồng cây, người ta làm vườn thì nó sẽ có 3 cái giai đoạn. Đấy là đầu tiên là người ta phải trồng cái cây đấy xuống này. Tiếp theo đến là sau khi trồng xuống là người ta phải chăm sóc cái cây đấy. Và cuối cùng là sau khi cái giai đoạn chăm sóc thì người ta sẽ thu hoạch, người ta nhận lại được. Người thì nhận lại được những bông hoa, người thì nhận lại được những trái ngọt. Như anh vừa nói, anh là một người yêu thiên nhiên, anh là một người rất thích cây cối. Thì vậy thì trong 3 cái giai đoạn này thì anh thích cái giai đoạn nào nhất và vì sao ạ? Nếu mà nói là thích giai đoạn nào nhất thì anh không trả lời được. Trên thực tế thì anh sẽ thích nguyên cả cái hành trình như vậy. Nó phải có sự kết hợp giữa các giai đoạn với nhau thì nó mới tạo ra được cho anh nguyên một cái trải nghiệm nó đầy đủ với một cái loại công việc nào đó. Cho nên là nếu mà chỉ có một giai đoạn và không có những giai đoạn còn lại thì anh lại không còn thích cái giai đoạn đó luôn. Cho nên với anh thì anh không có cái giai đoạn thích nhất hết á, mà anh sẽ thích cái việc trải nghiệm qua từng giai đoạn khác nhau. Và mỗi lần mình đưa cái cây của mình hoặc là mình trải qua từng cái giai đoạn để tới cái giai đoạn tiếp theo thì mỗi lần như vậy nó lại khiến cho anh có những cái cảm giác rất là thích thú. Cái lý do mà vừa nãy em hỏi anh là anh thích cái giai đoạn nào nhất là bởi vì em cảm thấy là cái việc nuôi dưỡng và chăm sóc một cái cây nó cũng giống như là việc mình đang chăm sóc và phát triển cái bản thân của mình hàng ngày vậy. Bởi vì chúng ta sẽ phải đi từ cái việc là gieo mầm đấy, xong rồi chúng ta phải chăm sóc bản thân cũng giống như là chăm sóc cái cây này. Và đến khi chúng ta đạt được những cái thành công nhất định thì nó cũng là cái giai đoạn khi cái cây đơm hoa kết trái. Vậy thì trong số podcast ngày hôm nay, em quyết định sẽ biến cái talk show này thành một cái cuộc trồng ra một cái cây mà nó sẽ đơm hoa kết trái ở trong ngành design UX UI. Tự bản thân em đã chia ra thành 5 cái giai đoạn cụ thể. Em thấy là cái việc đầu tiên trong khi chúng ta làm vườn hay là trồng cây thì chúng ta phải làm đất. Đấy, chúng ta phải cày sâu cuốc bẫm, chúng ta phải tưới nước cho đất, bón phân chuẩn bị trước để cho cái đất đấy nó nhiều dinh dưỡng nhất. Sau khi làm đất rồi chúng ta sẽ gieo hạt xuống. Đó, và sau khi gieo cái hạt xuống đất rồi, khi bắt đầu có những cái mầm cây đầu tiên nó đâm chồi ra khỏi lòng đất thì chúng ta sẽ phải chăm sóc cái cây đấy. Và nếu không may cái cây đấy bị bệnh thì chúng ta sẽ phải chữa bệnh. Và đến cuối cùng, sau rất nhiều những cái giai đoạn dài 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 và vất vả như thế, chúng ta mới có thể thu lại được cái kết quả. Và cái cây đấy nó có thể là nó nở hoa hoặc là nó ra quả, ra củ gì đấy. Em cũng không biết là chúng ta sẽ trồng cái cây gì. Và vậy thì anh đã sẵn sàng để cùng bọn em cầm sẻng lên và đi làm vườn ngày hôm nay chưa anh? Anh nghĩ là anh đã sẵn sàng. Tuy nhiên là anh có thể support em một xíu trong cái việc 5 giai đoạn vừa rồi được không? Vâng ạ. Anh xin phép input thêm cái suy nghĩ của mình, bởi vì bản thân anh sẽ có một vài cái trải nghiệm và anh muốn chia sẻ điều này xem thử là nó có ảnh hưởng gì lên cái việc 5 cái hành trình của em vừa nãy không á. Anh nghĩ rằng cái giai đoạn đầu tiên á, mình sẽ chưa tới cái mức gọi là
làm đất đâu. Mà thật ra em sẽ thấy rằng là ngày xưa khi mà chúng ta làm nông nghiệp á, các cô, các chú, các bác nông dân cũng sẽ quyết định xem là mình muốn trồng loại cây nào. Mình muốn trồng lúa, cây ăn trái, cây bưởi hay là những loại cây gì đó, họ quyết định là họ muốn trồng cái loại cây nào trước. Và sau đó họ sẽ tìm hiểu xem thử là trồng cái cây đó có vất vả không, có tốn nhiều công sức không, khí hậu, đất đai nên như thế nào. Và họ xem thử cái vườn hoặc là cái đất họ đang sở hữu thì có phù hợp để trồng hay không. Và sau đó rồi họ quyết định trồng cái cây đó thì họ bắt đầu mới tạo một cái điều kiện phù hợp để mà bắt đầu trồng cái cây đó. Quay lại năm cái giai đoạn đó thì anh nghĩ rằng cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà mình cần phải xác định xem mình muốn trồng cái loại cây nào. Và mình tìm hiểu xem với cái cây đó thì nó sẽ yêu cầu đất đai như thế nào, điều kiện sống như thế nào. Và mình mới tới giai đoạn thứ hai là làm đất và gieo hạt. Đúng không? Giai đoạn 2. Cái giai đoạn cuối cùng sẽ là hái quả hoặc là thu hoạch củ hoặc là tùy các loại cây, đúng không? Nếu chúng ta đang nói về làm nông hay là nói về nông nghiệp và mục đích cuối cùng của công việc đó là thu hoạch thì anh sẽ đồng ý với năm giai đoạn này. Tuy nhiên nếu như em muốn em đang nói về lĩnh vực UX UI, tức là trong một cái công việc, trong một cái sự nghiệp, anh nghĩ rằng cái giai đoạn cuối cùng sẽ là giai đoạn xác định xem bản thân mình đã đạt được những điều gì và quyết định là sẽ đi tiếp như thế nào. Còn cái việc mà hái quả hay là thu hoạch, em sẽ thấy rằng là trên hành trình chúng ta làm một việc gì đó, như hồi nãy anh có chia sẻ, trong hành trình khi mà chúng ta trải nghiệm qua từng giai đoạn thì chúng ta có thể thu hoạch được những cái cảm xúc, những cái lợi ích và những cái thành quả qua đó. Đối với anh, thành quả nó không phải là một giai đoạn mà nó sẽ liên tục qua mỗi hành trình mà chúng ta thu hoạch được nó. Thì ở phần 1, như anh Hoàng vừa đã nói thì đầu tiên chúng ta chưa phải làm đất vội này. Đầu tiên chúng ta cần phải biết được là mình sẽ trồng cây gì. Và như cái câu chuyện làm nghề ở đây thì em thấy là nó sẽ là một câu hỏi là chúng ta đang tìm xem là bản thân mình đang thích cái gì, bản thân mình muốn làm cái nghề gì. Thì với em cái câu hỏi này nó không phải là một câu hỏi dễ tìm được câu trả lời với những bạn đang 18, 19 tuổi đang bắt đầu đi tìm tương lai cho mình thì nó không phải là một câu hỏi gì đấy quá dễ để tìm câu trả lời. Cũng giống như em thôi. Bởi vì trong cái giai đoạn đầu này, cá nhân em đã từng phải nhổ cái cây của mình đi và để trồng lại cái cây khác. Sau một khoảng thời gian em đã trồng nó xuống rồi, bởi vì em cảm thấy là cái thứ em trồng xuống nó không phải là cái điều em muốn. Anh Hoàng, anh có thể chia sẻ là tại sao anh lại chọn cái ngành nghề này và lý do gì đã khiến cho anh chọn cái lĩnh vực thiết kế UX UI, đúng không ạ? Đây là một trong những câu hỏi anh được hỏi nhiều nhất và anh cũng đã phải trả lời nhiều nhất. Và anh thật sự mỗi lần như vậy thì anh đều rất là bồi hồi để anh nhớ lại. Và hồi đó nếu mà nói là anh có một cái đam mê hay là có một cái niềm tin nào đó thì anh không dám nhận như vậy. Chỉ là lúc mà anh tốt nghiệp thiết kế đồ họa ra thì anh vẫn chưa có cái khái niệm là UX UI hay là product design đâu. Lúc đó chỉ đơn giản là anh thấy cái lĩnh vực branding hay là lĩnh vực thiết kế quảng cáo đang có một cái sự cạnh tranh rất là cao. Mà nhìn sang xung quanh thì bạn bè anh cùng lứa họ rất là giỏi. Anh cảm thấy rằng mình không phải là một người có khả năng quá nổi bật trong cái lĩnh vực graphic để mà mình có thể cạnh tranh được tốt so với các bạn khác, so với thị trường. Kết hợp với việc là anh thời điểm đó thì anh bắt đầu thấy rằng là internet đang rất là phát triển. Sau khi mà nhà nước mình có ADSL là internet tốc độ cao á, thì cái tốc độ lan truyền của nó rất là nhanh. Và anh cảm thấy rằng là môi trường số digital nó sẽ là một cái mảnh đất mà nó nhiều màu mỡ cho anh, nó rất là nhiều cơ hội để mà cho anh dấn thân vào đó. Anh đã thử tìm hiểu xem là với cái background, với cái kỹ năng mình đang có là thiết kế đồ họa cộng với internet thì anh có thể làm được gì, và anh tìm kiếm cái công việc đó. Và khi anh đưa ra cái mục tiêu như vậy á, thì lúc mà anh bắt đầu chọn công việc, chọn cái công ty đầu tiên thì anh đứng trước ba sự lựa chọn. Đầu tiên là một cái công ty thiết kế thương hiệu, anh còn nhớ lúc đó thì họ offer anh lương là 8 triệu. Rồi một công ty khác là một công ty quảng cáo rất là nổi tiếng và họ mời anh vào để làm thực tập sinh.
đây là một công ty khá là có tiếng trong lĩnh vực quảng cáo và branding, cho nên tuy là làm thực tập thôi nhưng mà với anh thì đó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn. Và một cái công ty thiết kế web lương chỉ có 4 triệu. Thì đứng trước ba sự lựa chọn đó, anh không hề khó khăn khi mà đưa ra quyết định. Như anh đã nói, anh muốn cái năng lực thiết kế đồ họa của mình cộng với lại lĩnh vực digital, cộng với cái môi trường internet, quyết định là anh thấy thiết kế web có vẻ như là phù hợp nhất với cái sự lựa chọn của mình, phù hợp nhất với cái mục tiêu của mình. Và từ đó là anh chọn thiết kế web. Mặc dù lúc đó bạn bè biết thì can ngăn anh ghê lắm và còn bảo anh là dại dột rồi các kiểu. Nhưng mà từ cái xuất phát điểm đó, từ cái việc cái công việc thiết kế web đó mà anh đã có nhiều cái cơ duyên để mà giúp anh thực sự là tham gia và thực sự là hiểu hơn về UX UI và đi được tới như bây giờ. Vậy thì sau khi anh đã xác định là anh sẽ theo đuổi cái ngành thiết kế UX UI này nhá, thì anh đã chuẩn bị như thế nào để anh phát triển bản thân ở trong cái lĩnh vực này? Và vô tình thì đây cũng là câu hỏi mà khá nhiều bạn đặt ra cho người trong môn nghề. Và em đã chọn ra một câu hỏi của một bạn tên là Nguyễn Huy. Bạn ấy có hỏi anh là: vậy thì để trở thành một UX UI designer, mình có cần thiết là phải học đại học thiết kế đồ họa không? Để trả lời cái câu hỏi này á, trước tiên mình phải cần hiểu được UX và UI á, là hai công việc có tính chất khác nhau. Nó không phải là một công việc ha. Thì những người làm UX là những người có cái trách nhiệm, có sự quan tâm tới cái sản phẩm sẽ được người dùng cảm nhận như thế nào. Còn những người làm UI á, họ sẽ quan tâm tới cái sản phẩm được trình bày ra làm sao và trách nhiệm của họ ở trên đó. Thì tụi em nếu mà tìm hiểu kỹ hơn thì sẽ thấy rằng là ở những cái công ty, những cái tập đoàn công nghệ lớn á, thì ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, thì họ sẽ có những cái vị trí riêng biệt cho hai loại công việc này. Mặc dù vẫn có những cái ngoại lệ là một người có thể làm tốt cả hai, tuy nhiên trên thực tế thì rất hiếm những người như vậy. Một người họ chỉ có thể làm tốt một thứ và maybe là biết làm thứ còn lại. Mình cần phải hiểu rõ được rằng UX là một vị trí công việc và UI cũng là một vị trí công việc. Và bởi vì hai cái loại công việc này có những cái tính chất rất là khác nhau, cho nên là cũng sẽ có hai cách để mà một người nào đó họ có thể tiếp cận vào cái công việc này. Cách thứ nhất là nếu như bạn có cái khiếu thẩm mỹ, bạn ưa thích về vẽ hoặc là ưa thích vào thiết kế, thì bạn có thể bắt đầu từ thiết kế đồ họa và học các quy tắc thiết kế cơ bản nè, học các nguyên lý thị giác nè, học những cái phương pháp có thể tạo ra được cái gọi là cái đẹp ở trong mắt người á, để mà hiểu được những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý thiết kế đó, rồi từ từ bắt đầu tìm hiểu hơn về thiết kế cho giao diện, cho ứng dụng, những cái thiết bị thì như thế nào, rồi từ đó trở thành một UI designer. Và đây cũng là cái cách mà trước đây khi anh bắt đầu với công việc này, anh đã tốt nghiệp thiết kế đồ họa và từ đó dùng những cái nền tảng đó, dùng những gì anh học được để anh áp dụng vào trong thiết kế giao diện, rồi từ thiết kế giao diện anh bắt đầu học thêm về UX. Còn nếu là bạn là một cái người có khả năng suy luận logic, hiểu biết về kinh doanh hoặc là lập trình, thì bạn có thể bắt đầu từ công việc là UX design, tìm hiểu các nguyên tắc tâm lý học của con người nè, tìm hiểu các mẫu thiết kế tương tác nè, và ghi nhớ những cái ngôn ngữ thiết kế của hai cái nền tảng cơ bản hiện tại là iOS của Apple và Android của Google. Trên blog của anh thì anh cũng có viết hai bài, mỗi bài về một cái công việc riêng, là tên là các cấp độ của UX designer hoặc là các cấp độ của UI designer. Thì trong đó anh có giải thích khá là kỹ cái việc khác nhau giữa hai công việc này, cũng như là những cái kỹ năng hay là những cái kiến thức cần thiết. Thì cho nên mình cần phải hình dung cái xuất phát điểm của mình, cái sự yêu thích của mình để chọn một trong hai ha. Qua câu trả lời vừa nãy của anh Hoàng thì em đã hiểu rõ hơn về cái UX UI designer rồi, bởi vì trước đây thì em vẫn cứ nghĩ hai cái đấy nó kiểu nó gắn liền với nhau và một người sẽ làm đúng là công việc là vừa design UX và UI. Nhưng mà qua cái câu trả lời của anh Hoàng thì em sẽ biết là hai công việc này nó có liên quan, nó có ở cạnh nhau thôi, chứ nó không phải là một công việc mà nó là hai cái tách rời ra khỏi nhau. Đấy, em sẽ tiếp tục đến cái câu hỏi của bạn Trần Linh Đông. Bạn có hỏi anh Hoàng là nếu mà học UX UI thì mình có cần phải học lập trình không anh?
Để trả lời ngắn gọn á, thì em không cần phải biết lập trình đâu. Em không cần phải làm được công việc lập trình ha. Nhưng mà em nên biết một chút về cách mà người ta lập trình lên những cái giao diện của mình, những cái giao diện được thiết kế bởi UX UI designer. Bởi vì khi mà mình biết được thêm cái cách mà họ đang lập trình những cái giao diện này như thế nào á, thì cái giải pháp thiết kế của mình á, nó sẽ có tính khả thi cao hơn, và cũng như là mình có khả năng thuyết phục người khác tốt hơn ở khi mà mình trình bày nó trước team. Nếu như mình không biết cái cách người ta đang làm những cái giao diện như thế nào á, thì tự nhiên không may mắn mình gặp một anh lập trình, ảnh không muốn làm điều đó, thì ảnh sẽ nói là cái này tôi có không được, hay là tôi lập trình không được. Thì lúc đó mình sẽ không có cách nào để bảo vệ cái ý tưởng của mình. Cho nên là mình chỉ cần biết kiến thức thôi, không cần phải biết làm. Đúng như kiểu là nếu bây giờ mình mà là một editor đi chẳng hạn, giống như em đi, mà mình biết thêm cả quay dựng các thứ nữa, thì nó cũng nhiều lúc là mình không cần phải là người biết cầm cái máy để quay, mình chỉ cần biết là cái ông quay như thế nào đó. Thì em nghĩ là nên hiểu và nên là biết những thứ căn bản nhất, chứ không nhất thiết là mình cần phải là người trực tiếp sờ tay vào để làm, đúng không anh? Đúng rồi. Đó là câu trả lời cho bạn Trần Linh Đông, là chúng ta không cần thiết chúng ta phải học lập trình, không cần thiết chúng ta phải làm được lập trình, nhưng mà chúng ta nên hiểu một chút về cái việc lập trình. Em sẽ tiếp tục thay mặt một bạn nữa để hỏi anh Hoàng một câu. Bạn này có tên là Thu Hương. Đấy, bạn Thu Hương đã gửi đến anh câu hỏi như sau ạ. Đấy là: anh Hoàng ơi, anh có thể cho em hỏi là liệu mình có thể tìm những cái giáo trình hay là những kênh có thông tin hướng dẫn đầy đủ và uy tín để mình tự học UX, UI từ những cái bước đầu tiên không ạ? Và ngoài ra là theo anh thì những cái kỹ năng cơ bản và cần thiết nhất của một UX, UI designer là gì ạ? Ở cái thời điểm hiện tại thì các bạn mới có thể bắt đầu vào UI, UX khá là dễ so với lại những cái anh chị, những cái thời mà như anh hồi trước. Tại vì hồi trước thì cái lĩnh vực UX, UI vẫn chưa được định hình và cũng chưa có một cái trường lớp hay là những người có nhiều kinh nghiệm đi trước họ chia sẻ, họ hệ thống hóa lại kiến thức và họ chia sẻ lại cho người khác. Cho nên cái việc mà tìm kiếm thông tin hay là tự học nó rất là khó. Tuy nhiên anh nghĩ bây giờ là hiện nay đã có khá là nhiều nơi mở các cái khóa học ngắn hạn để mà trở thành UI hoặc là UX designer. Ở Việt Nam mình thì hiện tại đang rất là nhiều. Và thậm chí thì gần đây là Google cũng có mở những cái khóa học ngắn hạn như thế. Tuy nhiên là bản thân anh thì cũng chưa học thử qua những cái khóa này, nên thực sự là anh không biết nó như thế nào và cũng không có dám giới thiệu một cách không biết gì cả, thì cũng không biết là nên giới thiệu như thế nào. Cho nên là riêng về các khóa học thì tụi em có thể tìm kiếm, đọc review ở trên mạng xem như thế nào. Và anh nghĩ rằng là nếu khóa học là ngắn hạn thì cũng có thể thử học, thử trải nghiệm. Bởi vì anh tin là mỗi cái lớp hay là mỗi cái khóa được mở ra thì họ đã có những cái kiến thức nhất định, có những cái kinh nghiệm nhất định và họ truyền lại cho mình rồi. Câu chuyện là mình tiếp thu những kiến thức này như thế nào thôi. Ngoài ra thì do toàn bộ cái kiến thức của anh đều là tự học, đọc hoặc là tìm kiếm ở trên các blog online về thiết kế, Smash Magazine này, hay là một trong những cái nền tảng mà rất là hữu ích cho chúng ta là Medium. Những cái nơi như vậy họ có rất là nhiều anh chị senior, có rất là nhiều, có nhiều team kinh nghiệm rất là nhiều thông qua các dự án thực tế, thông qua sản phẩm thực tế. Họ hệ thống lại kiến thức của họ, họ viết nó ra và họ chia sẻ nó với cộng đồng. Những cái kiến thức đó mình biết, mình đọc trước và trải qua nhiều cái dự án, nhiều năm làm việc thì mình sẽ chuyển hóa nó thành kinh nghiệm cá nhân. Và bản thân anh thì trải qua cũng 10 năm làm việc rồi, trải qua nhiều dự án khác nhau á, thì khoảng 4 năm trở lại đây anh bắt đầu hệ thống hóa lại tất cả những cái kiến thức của mình bằng những cái document và chia sẻ nó lại với trong team của anh ở GitHub để các bạn có thể tham khảo và có thể dựa vào đó trở thành một cái gì đó nó nền tảng để các bạn có thể research thêm ở trên mạng. Ngoài ra thì như hồi nãy anh có chia sẻ về Medium thì anh cũng bắt đầu, bởi vì anh đã hệ thống hóa kiến thức của mình được một thời gian rồi, cho nên là anh cũng bắt đầu chia sẻ những cái kiến thức của mình ở trên cái trang đó, trên trang Medium đó. Và có thể tụi em có thể lên đó search là Hoàng Stories, là
là những cái câu chuyện của Hoàng á, gọi là hoangstories.medium.com. Thì trên đó anh có một vài bài anh viết về UX UI, và như hồi nãy anh có nói về các cấp độ của UX UI, thì ở trong đó anh liệt kê rất là nhiều cái keyword, những cái loại kiến thức và những cái keyword để tụi em có thể sử dụng những cái keyword đó, tụi em research thêm, tìm kiếm thêm và đọc thêm các loại kiến thức như vậy, bởi vì kiến thức thực sự rất là nhiều. UX thì nó trải dài từ kinh doanh cho đến cách mà doanh nghiệp họ vận hành như thế nào, cho đến tâm lý học của con người. Con người có thể bị điều khiển bởi những dạng tâm lý như thế nào. Ví dụ như tụi em hay nghe đến từ FOMO đúng không? Fear of missing out đúng không? Đó, thì đó là một cái dạng tâm lý mà chúng ta có thể đánh vào đó để mà thiết kế cái sản phẩm của mình. Thì đó, thì trải dài từ tâm lý học cho đến lập trình vân vân. Và UI thì là bắt đầu nó sẽ trải qua từ làm thế nào cho nó đẹp, là nguyên lý thị giác, màu sắc. Rồi nó sẽ tới, vậy thì trên các thiết bị như là tablet hay là mobile thì nó sẽ khác nhau thế nào. Đó, thì cái lượng kiến thức tụi em cần sẽ rất là nhiều. Cho nên là để mà nói trong một cái buổi ngày hôm nay thì anh sẽ không thể nói hết, nhưng mà anh có thể chia sẻ những cái nguồn để tụi em có thể chủ động lên đó tìm kiếm. Rồi, ngoài ra thì đó là những cái kỹ năng chuyên môn. Và những cái kỹ năng chuyên môn này thì nó nhiều như vậy, nhưng mà những kỹ năng ngoài chuyên môn thì với bản thân anh, với cái kinh nghiệm của anh, thì anh nghĩ rằng có 6 cái loại kỹ năng ngoài chuyên môn mà anh nghĩ rằng cả UX lẫn UI hay các công việc khác đều cần nó để có thể phát triển được trong cái công việc của mình. Thì đầu tiên là cái khả năng mình tự học ha. Đây là một trong những cái khả năng nó giống như là tối thượng vậy đó. Mình có cái kỹ năng tự học thì mình có thể học được rất là nhiều thứ. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng critical thinking, hay còn gọi là tư duy phản biện. Trong cái thời đại mà chúng ta liên tục gặp những cái vấn đề mới và giải quyết nó, thì cái kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề nó là một kỹ năng càng ngày càng quan trọng hơn. Kỹ năng thứ ba là giao tiếp. Một mình thì không có thể nào làm được hết việc cũng như là tạo ra được nhiều giá trị, cho nên mình cần phải có cái cách giao tiếp làm sao để người khác hiểu mình và mình hiểu được người khác. Và khi mình giao tiếp tốt thì tự nhiên mình cũng cần có thêm một kỹ năng nữa, đó là kỹ năng teamwork, để làm tập thể. Và khi mà làm teamwork với nhau á, sẽ có nhiều vấn đề, bởi vì con người mà chúng ta có những cái thế giới quan khác nhau, có những cái suy nghĩ khác nhau, thì dẫn đến chúng ta sẽ có rất nhiều xích mích. Và để có thể làm việc teamwork tốt với nhau thì chúng ta sẽ cần một cái kỹ năng gọi là kỹ năng emotion handling, có thể gọi là kiểm soát cảm xúc, để mà giúp cho mình tránh những cái phản ứng nó chưa có phù hợp trong cái thời điểm đó. Và kỹ năng cuối cùng thì anh nghĩ rằng là kỹ năng quản lý công việc, quản lý những cái đầu việc khác nhau của bản thân mình, để từ đó mình có thể tối ưu được cái thời gian của mình. Xâm lại, đó là 6 cái loại kỹ năng ngoài chuyên môn mà anh nghĩ rằng là bên cạnh những kỹ năng chuyên môn thì mình cũng cần phải bổ sung: tự học, critical thinking, giao tiếp, teamwork, cân bằng cảm xúc và quản lý công việc. Bạn Thu Hương sướng ấy, anh Hoàng anh vừa trả lời cho bạn rất là nhiều, và anh Hoàng còn cho bạn một nguồn nữa là bạn có thể lên Medium của anh Hoàng đấy, tìm Hoàng Story để đọc thêm, tìm hiểu thêm sâu hơn về cái ngành UX UI này. Đấy, thì nếu mà bạn nào có nhu cầu, có hứng thú thì có thể lên Medium và tìm để đọc những câu chuyện của anh Hoàng, để hiểu rõ hơn về hành trình của anh Hoàng trở thành một UX UI designer như bây giờ, và những cái thứ anh đã trải qua, anh đã tự học cho bản thân. Em sẽ tiếp tục với cả một câu hỏi nữa của một bạn nữ. Bạn này có tên là Thu Hằng. Bạn Hằng có hỏi anh là anh ơi, làm thế nào để mình có thể tự xây dựng cái lộ trình học và thực hành cho bản thân một cách hiệu quả, và làm thế nào để networking, và cụ thể ở đây là trao đổi về những cái vấn đề chuyên môn và nhận lại được feedback từ các anh chị có kinh nghiệm trong cái khoảng thời gian mà mình tự học, mà bởi vì bạn đấy không muốn tới những trung tâm hay là không muốn tham gia một cái khóa học online nào cả. Thế thì anh có thể giải đáp cho bạn ấy được không ạ? Như hồi nãy anh có nói ha, tự học nó là một cái loại kỹ năng rất là quan trọng. Khi chúng ta làm được thì chúng ta gần như là học được mọi thứ. Và bởi vì nó quan trọng như vậy cho nên nó không dễ. Cho nên cũng là một cái câu hỏi mà anh nghĩ là một câu hỏi khó. Trước tiên thì anh sẽ muốn nói một chút về tự học là như thế nào. Cái kỹ năng tự học á, nó là một cái dạng kỹ năng mà nó khá nhiều về bản chất của mỗi người. Thay vì là một cái năng lực nào đó á, mà nó thiên nhiều về bản chất của mỗi người nhiều hơn, mỗi cá nhân nhiều hơn. Bởi vì cái việc tự học nó bị ảnh hưởng bởi 4 cái thuộc tính.
anh tạm gọi là thuộc tính của chúng ta, của con người chúng ta. Thuộc tính thứ nhất là cái sự khát vọng. Cái thuộc tính này tạo ra sự động lực ở mỗi người. Khi chúng ta muốn học một cái điều gì đó, muốn học một cái thứ gì đó, thì chúng ta khao khát, chúng ta có cái động lực để học nó, thì tự nhiên chúng ta sẽ luôn tìm các cơ hội, luôn tìm các phương pháp hợp lý để tập trung, để học được điều đó. Đó, mà cái cách để tạo ra động lực giữa mỗi người nó lại khác nhau. Có thể với anh nó là như thế này, nhưng mà với em hoặc là với những người khác thì họ sẽ khác. Cho nên là với cái thuộc tính đầu tiên là khát vọng á, chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi là why, vì sao tôi cần học nó. Nếu mà mình không có lý, mình không có tìm được lý do để học một thứ gì đó á, thì mình không thể tự học nó được. Đầu tiên là khát vọng, trả lời câu hỏi là why, tại sao tôi cần học nó. Cái thuộc tính thứ hai á, là một cái thuộc tính liên quan đến tự nhận thức của bản thân. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây là một cái khả năng mà tự đánh giá bản thân một cách công bằng. Công bằng là sao? Nghĩa là khi chúng ta làm được một điều gì đó hoặc là không làm được một điều gì đó, ta có thực sự nhìn ra được cái lý do cốt lõi và điều gì ở bản thân có thể thay đổi hay không? Anh lấy ví dụ, nếu như mình bỏ lỡ một cái buổi học vì trời mưa, và khi mà mình đánh giá là cái việc nghỉ học, mình cho rằng bởi vì trời mưa nên mình nghỉ học, thì đó là một cái yếu tố ngoại cảnh và mình không thể thay đổi bản thân để mà có thể làm tốt hơn, để mà có thể đi học ở lần sau. Và mỗi lần trời mưa như vậy, mình lại cho phép bản thân mình nghỉ học. Vậy thì mình không có duy trì được việc tự học, đúng không? Vậy thì khi mình nghỉ học vì trời mưa thì bản thân mình phải nhìn ra xem thử là ở bản thân mình có gì để thay đổi được không. Lần sau mình book Grab car để mình đi chẳng hạn, hay là lần sau mình mang theo áo mưa, hay là mình mặc áo mưa, hay là mình chịu khó sự không thoải mái của áo mưa để đi tới một cái buổi học. Tức là mình thay đổi bản thân để mình có thể làm được việc đó một cách tốt hơn. Đó, thì ở cái việc tự nhận thức này, nó phải luôn tìm ra được cái điểm gì đó bản thân có thể làm thay đổi cái tình huống của mình. Và nó sẽ là cái câu hỏi what, ta cần phải thay đổi điều gì để mà tiếp tục cái việc tự học của mình. Cái chỗ này thì mọi người sẽ thấy là tại sao mình không duy trì được việc tự học ha? Tại vì mình cứ thấy là ồ, game nó hấp dẫn quá, mình cứ thấy phim nó hay quá, và mọi thứ nó chỉ là do ngoại cảnh thôi, không thấy được do mình. Thì đó cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học. Cái thuộc tính thứ ba đó là sự tò mò. Mình tự học với một cái nhu cầu là mình muốn được hiểu rõ, được giải thích vì sao cần làm việc gì đó, hay là vì sao cần phải biết cái loại kiến thức đó. Và mình phải luôn có một cái sự tò mò, tò mò để mà tự giải đáp cho bản thân mình, chứ không phải là tò mò đi tập mạch những cái câu chuyện nào đó. Thì để tránh cái việc là trong cái quá trình mình tự học, mình có thể trở nên bị nhàm chán, thì mình phải luôn đặt những cái câu hỏi để mà khiến cho cái quá trình này trở nên hấp dẫn hơn. Là anh sẽ lấy ví dụ như là hôm nay mình sẽ học, mình sẽ cần tìm hiểu về tâm lý học của con người đi. Thì mình phải hỏi là vậy thì tại sao cái ngành UX UI lại cần phải biết tâm lý học của con người? Đi research cái câu hỏi đó. Tại sao con người, tại sao lại có những cái mẫu tâm lý mà nó xuất hiện ở tất cả các dân tộc trên thế giới, không phải là chỉ một dân tộc không? Tại sao con người lại có nhiều cái dạng tâm lý như vậy, vân vân. Thì với những cái câu hỏi là how, what và why như vậy á, thì nó sẽ luôn liên tục khiến cho cái việc tự học của mình nó cảm thấy hấp dẫn hơn. Mình luôn cảm thấy mình tò mò, mỗi lần mình học thêm một thứ gì đó, mình lại cảm thấy rằng mình cần phải biết kỹ hơn. Và mỗi lần mình biết kỹ hơn thì nó lại dẫn dắt mình tới một cái thứ khác hoàn toàn mới. Và như vậy mình lại duy trì tiếp tục được cái việc tự học của mình. Cho nên là cái thuộc tính thứ ba đó là sự tò mò. Và cái thuộc tính cuối cùng đó là chấp nhận mình bị tổn thương. Nghe thì có vẻ hơi ngầu, nhưng mà thật ra thì nó chỉ là đơn giản cái việc là khi mà mình liên tục mình học một cái thứ gì mới á, và sau đó mình thực hành nó á, thì nghĩa là mình sẽ chấp nhận dấn thân vào làm những việc mà mình chưa từng làm trước đó, và chấp nhận những cái kết quả không tốt vì đây là những cái lần đầu tiên mình làm. Không có ai sinh ra mà biết làm UX UI á, cũng không có ai sinh ra mà có thể làm tốt được bất kỳ công việc nào, thế là đúng không? Họ phải học, thực hành, và đương nhiên những lần đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái kết quả không được như mong đợi, không được tốt. Và nếu mà chỉ cần một hai lần chúng ta gặp được những cái kết quả không như mong đợi đó mà chúng ta từ bỏ, thì coi như việc tự học của chúng ta cũng chấm dứt luôn. Và có thể là chúng ta sẽ quay lại, chúng ta làm những cái thứ đã quá quen hoặc là đã làm giỏi rồi,
và không dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, và từ đó mình sẽ bị dậm chân tại chỗ và mình chấm dứt luôn cái việc tự học của mình. Cho nên là mình phải luôn sẵn sàng đối diện với những cái sự tổn thương về cái sự tự trọng của mình, miễn là nó sẽ giúp cho mình tiếp tục cái công việc, tiếp tục cái hành trình của mình. Thì ở đây anh nghĩ là nó sẽ là trả lời cho cái câu hỏi là what next, ta phải học gì và làm gì tiếp theo để có cái kết quả tốt hơn. Thì chính vì vậy khi anh chia sẻ về bốn cái thuộc tính này á, thì anh nghĩ rằng là khi mà chúng ta có thể hiểu được bốn cái thuộc tính này dưới góc nhìn của mỗi người á, thì tự nhiên chúng ta sẽ tìm ra được cái cách tự học hiệu quả cho mình, và không cần phải làm theo hay là bắt chước một cái phương pháp của người khác, bởi vì chưa chắc nó phù hợp với mình. Như anh nói, khát vọng mỗi người khác nhau, tự nhận thức mỗi người khác nhau, tò mò cũng khác nhau, và cái mức độ chấp nhận tổn thương cũng khác nhau. Vì vậy cho nên là mình sẽ tìm được cái phương pháp tự học hiệu quả khi mình hiểu được bốn điều này từ mình. Còn cái vế thứ hai là làm thế nào để networking á, theo anh quan sát thấy thì hiện tại trên Facebook mình đã có nhiều cái group về lĩnh vực UX UI rồi. Chúng ta có thể tham gia lên đó, chúng ta có thể đăng bài, đọc các bài viết, comment hoặc là trao đổi với những người ở trên đó, trao đổi những cái thông tin cũng như kiến thức. Và đặc biệt đừng có ngại trong cái việc gửi email hay là inbox những cái anh chị chuyên gia đi trước để hỏi thử xem họ có thời gian và sẵn lòng giải đáp những cái thắc mắc của mình hay không. Như anh á, 10 năm trước khi mà bắt đầu với công việc này á, mỗi ngày anh gửi ít nhất là 5 cái email cho 5 người khác nhau mà họ đang có tên tuổi trong công việc của họ, và rất hiếm những người đó trả lời cho anh. Nhưng mà cũng có những người trả lời, và họ cho anh những đường link, họ cho anh những cái bài blog, họ cho anh những cái keyword để từ đó anh research, anh tìm hiểu thêm. Và anh nghĩ đó là cái cách mà mình chủ động thay đổi bản thân mình á, thay vì mình chờ ngoại cảnh. Ok, mình cứ gửi, người ta phản hồi hay không thì đó là việc của người ta, nhưng mà ít nhất bản thân mình đã có thể chủ động trong việc tiếp cận họ và tạo ra cơ hội cho mình. Thì anh nghĩ là cứ chủ động, đừng ngại ngùng gì cả. Ngoài ra thì đợt vừa rồi trên Facebook của anh thì cũng có tên một, anh cũng có bắt đầu một cái series tên là Bạn Hỏi Hoàng Trả Lời. Thì anh có để một cái link đặt câu hỏi ở trên đó, và mọi người có những cái câu hỏi liên quan đến công việc, liên quan đến lĩnh vực thì cứ thoải mái lên đó đặt câu hỏi, và anh sẽ cố gắng trả lời nó trong cái thời gian cho phép của mình. Nếu các bạn không biết thì một cơ số các câu hỏi ở trong đây được lấy từ cái chương trình Bạn Hỏi Anh Hoàng Trả Lời ở trên Facebook của anh Hoàng. Thế nên là nếu mà bạn nào ở đây mà xem chương trình này và có đặt câu hỏi cho anh Hoàng, mà bạn là một trong những người mà mình vừa nhắc tên ở đây, thì các bạn nhớ comment ở phía bên dưới đây cho bọn mình biết nhé. Và tiếp theo là em sẽ chuyển đến câu hỏi của bạn Ken. Bạn Ken, bạn ấy hỏi anh là vậy thì làm thế nào để mình tìm được cái lợi thế cạnh tranh của bản thân ở trong một cái môi trường có tính cạnh tranh rất là cao giữa các designer. Vậy nếu như là mỗi thứ mình biết một chút thôi, vậy thì làm thế nào để mình tìm được cái điều mà mình có thể làm tốt nhất để mình tiếp tục đi sâu và mình tiếp tục nâng cao kiến thức, nâng cao khả năng của mình về cái ngách đấy ạ? Tìm ra được lợi thế cạnh tranh của bản thân. Vâng ạ. Nếu mà mình coi bản thân mình là một cái sản phẩm thì giống như mình đang tìm ra cái unit selling point của cái sản phẩm đó vậy. Luôn luôn là một trong những cái bài toán cực kỳ khó để mà thực sự tìm ra được đâu là thứ mà chúng ta mạnh mà người khác không có. Đúng không? Vâng. Thì với anh á, mỗi cá nhân đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu. Có bạn thì có khả năng suy luận logic tốt nhưng lại không biết lắng nghe quan điểm từ người khác. Có bạn thì có khả năng tạo ra các thiết kế đẹp nhưng mà lại không thể tự trình bày hay là thuyết phục thiết kế của mình trước đám đông. Chúng ta sẽ luôn có những cái trường hợp như vậy. Khi chúng ta mạnh chỗ này thì tự nhiên xui xui sao chúng ta lại yếu một cái chỗ khác, và nó cái chỗ khác đó nó lại rất là liên kết với cái chỗ chúng ta mạnh nữa. Thì chính vì vậy là anh có một cái phương pháp, anh cũng không gọi là phương pháp đâu, nhưng mà anh có cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của bản thân mình đã trải qua, đó là anh thường hay ngồi xuống, anh liệt kê ra danh sách các kỹ năng mà anh có, cả chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn luôn, và bắt đầu xếp nó theo cái thứ tự giảm dần, theo cái gọi là theo cái độ mạnh của bản thân mình mà mình tự đánh giá, giảm dần mình mạnh nhất là kỹ năng gì, mình xếp xuống. Rồi từ đó anh chọn ra khoảng 5 cái kỹ năng mà anh mạnh nhất,
và anh xem thử là chúng có thể kết hợp được với nhau để mà cái công việc đó nó có thể phát huy và tạo ra nhiều cái giá trị hay không. Rồi từ đó nếu mà nó không hiệu quả thì anh lại thử kết hợp một cái tổ hợp mới để mà xem thử là nó, những cái kỹ năng này nó đang tạo ra cái hiệu quả cho công việc của mình hay không ha. Anh thì thử kết hợp những cái tổ hợp này, và bắt đầu khi mà anh tìm ra được một cái tổ hợp nó anh cảm thấy ổn thì anh bắt đầu phát triển thêm các kỹ năng hỗ trợ tiếp theo. Anh tự gọi đó là một cái hệ sinh thái kỹ năng. Thì anh sẽ chia sẻ điều này kỹ hơn và rõ ràng hơn trong một cái bài viết nào đó sắp tới mà anh viết trong cái buổi ngày hôm nay. Nếu mà nói về cái hệ sinh thái kỹ năng thì chắc sẽ nói hết cả buổi quá. Từ nãy đến giờ anh em mình đã bắt đầu giúp các bạn chọn được hạt giống và bắt đầu cày sâu một tí xuống đất, bắt đầu bừa ra để chuẩn bị là chúng ta trồng cái cây của chúng ta xuống rồi anh ạ. Đó, và vừa rồi cũng là qua cái câu trả lời của anh Hoàng cho bạn Ken thì chúng ta cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần 2. Phần 2 chương trình có đặt tên cho mình để mình đọc, đây là phần 2 là gieo hạt. Vừa rồi chúng ta đã trải qua cái giai đoạn là chúng ta đi làm đất rồi. Chúng ta đã chuẩn bị. Sau khi chúng ta đã chọn được hạt giống này, chúng ta đã làm được đất này, thì kế tiếp theo là chúng ta phải lấy hạt giống và vùi nó xuống đất để nó còn mọc lên. Đấy, thì em nhận thấy ở đây một điều là tùy cái loại cây mà mình muốn trồng, mình cũng phải chọn một cái thời điểm phù hợp. Ví dụ như là có những cây chỉ trồng được vào mùa xuân, có những cây chỉ gieo hạt được vào mùa hè, các thứ đấy. Yếu tố thời tiết nhé, nó là một yếu tố dễ để nhận biết ở trong đời thật, bởi vì thời tiết ở bên ngoài mà có ai mà không nhận ra được đúng không anh? Thì đấy là ở bên ngoài vấn đề thời tiết. Còn cái thời điểm như thế nào là phù hợp để chúng ta chọn một cái ngành nghề để phát triển bản thân thì em nghĩ nó không phải là một cái câu hỏi dễ tìm đáp án như là cái vấn đề chúng ta tìm xem là hôm nay là trời mát hay là trời nóng, hôm nay là mùa xuân hay là mùa hè. Và với bản thân em, dù em là một người ban đầu em không học đúng về cái ngành mình yêu thích, nhưng mà trong cái quá trình khi em vừa đi học vừa đi làm trong cái thời gian đi học đại học thì em đã tìm thấy được cái thứ mà em thích hơn. Em chỉ dám nói là em thích hơn thôi, thích hơn những cái thứ mà em đã học ở trong quá khứ. Và hiện tại nó cũng là cái công việc mà em đang gắn bó đến tận thời điểm hiện nay. Nhưng mà vào lúc đấy thì em cũng không biết chắc được thật sự là đó có phải là cơ hội dành cho mình hay không nữa. Và từ trải nghiệm của anh, liệu có những cái yếu tố nào để xác định được rằng đâu là đúng người, đúng thời điểm, còn đâu là sai người, sai thời điểm không ạ? Ví dụ như là với cái ngành thiết kế UX, UI thì anh sẽ để ý đến những yếu tố nào để xác định là cái cơ hội đấy nó phù hợp với mình ạ? Như hồi nãy giờ anh chia sẻ thì trong bất kỳ mọi việc thôi, anh đều muốn hướng nó về những thứ mà anh có thể kiểm soát. Tức là hướng về những điều mà bản thân mình có thể thay đổi, có thể kiểm soát để mà có những cái action phù hợp. Cho nên là khi mà chúng ta nói về thời tiết, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng mà chúng ta quyết định là lúc nào thì chúng ta nên làm. Thì ngay từ đầu cái buổi ngày hôm nay anh có nói rằng là trước khi mình làm đất, mình gieo hạt thì mình cần phải xác định là mình muốn trồng cây gì và đâu là môi trường phù hợp với nó. Và khi mình biết được cái cây mình đang sắp trồng á chỉ trồng phù hợp vào mùa xuân thì không việc gì mình phải đi gieo hạt vào mùa đông, đúng không? Vậy thì đó vẫn là câu chuyện là chúng ta cần phải hiểu được thứ chúng ta làm để chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn của bản thân mình, thay vì là phó mặc cho thời tiết. Cho nên với anh không có tin vào việc đúng thời điểm lắm nha. Cá nhân anh thì anh sẽ không tin vào đúng thời điểm hay là sai thời điểm. Chẳng có thời điểm nào là đúng hết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có thế giới song song để chúng ta làm lại. Đúng không? Đúng, đúng chúng ta đâu có, đâu phải như Dr. Strange nhìn ra thấy 16 triệu kết quả mà chỉ có một kết quả là chúng ta thành công. Xong cứ xoay cái đồng hồ mình... ấy. Đúng rồi. Lại. Cho nên là đừng có chờ đúng thời điểm. Đừng tin vào việc đúng thời điểm để mà chúng ta chờ cái thời điểm đó. Chẳng có thời điểm nào đúng hết, chỉ có thời điểm hiện tại và chúng ta muốn làm gì với nó thôi. Thì đầu tiên là anh muốn cái chia sẻ về cái suy nghĩ này của anh về thời điểm ha.
Rồi, vậy thì với cái suy nghĩ đó của mình nên làm gì? Trước đây anh có một cái bài viết tên là Đừng theo đuổi đam mê, mà hãy tạo ra nó. À. Trong đó anh có nói, đối với anh, định nghĩa một cái đam mê thành công là tổ hợp của một cái công thức. Thứ nhất, đó là thứ mình thích. Thứ hai, thứ đó là thứ mà mình có khả năng để làm tốt. Và thứ ba, nó tạo ra những cái giá trị thực. Giá trị thực là gì? Là xã hội công nhận nó, xã hội đồng ý trả tiền cho nó. Và từ đó, cái giá trị đó nó mang lại lợi ích cho bản thân mình. Anh sẽ lấy ví dụ, anh rất là thích hát, nhưng mà anh không có khả năng hát hay. Và bởi vì anh hát không hay cho nên không ai sẵn sàng trả tiền để nghe anh hát hết. Vậy thì có nghĩa là anh đi làm ca sĩ là anh không thể nào anh biến nó thành một cái đam mê thành công rồi, đúng không? Và khi nó không thành công thì anh rất là khó để duy trì đam mê. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn phải sống, chúng ta vẫn phải có những cái trách nhiệm, có những cái, nếu mà mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh đầy đủ điều kiện và chúng ta cần phải đi lùi mới tới được vạch đích thì mình không bàn đến những việc đó. Tuy nhiên là nếu chúng ta không được như vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Cho nên là trong xã hội hiện đại bây giờ chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường hợp là có những cái anh chị ảnh đi làm công việc của mình tới năm 40, 50 tuổi, khi mà họ đã dư giả về điều kiện kinh tế rồi á, họ mới lại bung cho những cái sở thích của mình và họ không quan tâm đến sở thích đó có tạo ra tiền hay không. Thì đó cũng là một cách để tiếp cận vào trong cuộc sống của mình ha. Thì cho nên chúng ta cần phải hình dung, nếu thời điểm này là thời điểm mà chúng ta đang đi tìm kiếm một cái công việc để giúp cho cuộc sống của mình có thể thoải mái hơn, thì hãy nhớ cái công thức này. Thứ nhất, đó là thứ mình thích. Thứ hai, mình phải có khả năng làm thứ đó thật tốt. Và thứ ba là nó tạo ra được giá trị thật cho xã hội và từ đó mang lại lợi ích cho cá nhân. Vậy thì làm sao để mình xác định được thứ này? Bản thân anh đã làm những cái bước này để mà ra được cái việc hiện tại, thì anh sẽ chia sẻ nó để xem thử nó có phù hợp với mọi người hay không ha. Trước tiên là anh liệt kê ra những điều mà anh thích làm. Hồi đó anh nhớ là anh liệt kê ra là đầu tiên là chơi game nè, thứ hai là vẽ nè, thứ ba là viết, thứ tư là nói nhảm, thứ năm là chơi thể thao. Đó là những thứ anh thích làm. Và xếp theo thứ tự là những thứ anh làm tốt và những thứ anh không làm tốt. Anh làm tốt nhất có vẻ như anh chơi game. Xong rồi bắt đầu đến vẽ, xong rồi bắt đầu đến viết, xong rồi viết đến nói hài, nói tạo không khí. Và thứ ba là chơi thể thao. Thì rõ ràng trong năm thứ này, chơi game thời điểm của anh thì nó không phải là một cái công việc nó mang tính chất ổn định như bây giờ. Nếu mà hồi đó mà có streamer thì anh đã kết hợp với chơi game cộng với nói hài để mà ra thành streamer rồi. Nhưng mà tiếc là cái thời điểm đó của anh thì còn quá sớm, internet còn quá sớm, cho nên vẫn chưa cái công việc như là streamer như bây giờ. Thì lúc đó anh đã bỏ game để mà đi theo cái công việc thứ hai là vẽ. Nhưng mà vẽ thì vẽ của anh nó lại mang tính, nó lại không theo kiểu là nghệ thuật, mà anh muốn nó thực tế. Cho nên là anh thay vì anh chọn vô mỹ thuật để họ làm họa sĩ thì anh đi chọn làm thiết kế đồ họa. Và đó, mọi người sẽ bắt đầu hình dung lại, nhìn lại thì sẽ thấy rất rõ là đây là cái thời điểm mà anh bắt đầu viết nhiều hơn, là bởi vì anh nghĩ rằng anh có thể làm tốt trong việc viết. Và biết đâu mai mốt năm 50 tuổi, 60 tuổi anh chuyển sang thành một người nghệ sĩ hài, stand up comedy thì sao, không biết được ha. Đó, tuy nhiên là anh hình dung ra được là những thứ mình thích và những thứ mình có thể làm tốt theo một cái thứ tự như vậy. Và anh bắt đầu so sánh cái tương quan giá trị của những công việc đó. Như hồi đó anh làm tốt và anh thích chơi game. Hồi đó anh có thể kiếm tiền được từ game khá là nhiều luôn, nhưng mà nó không ổn định. Và anh xác định là cái giá trị của game mang lại cho anh sẽ không bằng giá trị của một cái công việc gì đó ổn định như là cái ngành thiết kế. Và vì thế nên anh bỏ game để mà anh chọn ngành thiết kế. Mặc dù gia đình anh không có hỗ trợ anh lắm, không có support anh lắm, cũng như là không có được giúp đỡ từ người thân, thì anh vẫn kiên trì, anh xây dựng những kỹ năng, anh trang bị những cái kiến thức để hỗ trợ cho cái công việc đó. Và cuối cùng là anh cố gắng đạt được những cái small win, là những cái thành tựu nhỏ, để mà mỗi cái thành tựu đó nó tạo động lực cho bản thân anh để anh đi tiếp. Thì những cái small win đó, trong nó chỉ đơn giản bắt đầu là được những cái lời khen của thầy cô, hay là
điểm cao trong các dự án, trong các đồ án anh làm ở trường, hay là những cái idea của anh được bạn bè khen, đó là những cái small win nó nhỏ nhỏ nhưng mà anh luôn dùng nó để mà đẩy, tạo ra cái động lực cho mình tiếp tục với công việc, tiếp tục với cái hướng mà mình đang chọn. Và cuối cùng thì là yêu đời. Yêu đời có nghĩa là đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh của mình, đừng có đổ thừa cho cái những cái sự kiện xảy ra xung quanh mình, bởi vì nó là nó thôi, chỉ có thay đổi bản thân của mình thôi. Đó, thì anh sẽ sum lại nhanh các bước để anh xác định ra một cái đam mê thành công. Thứ nhất là anh liệt kê ra những điều anh thích làm, gạch bỏ những thứ anh làm không tốt và để lại những thứ anh làm tốt, sắp xếp nó theo thứ tự giảm dần. Anh bắt đầu so sánh tương quan giá trị của những thứ đó khi nó tạo ra cho xã hội. Và khi anh chọn ra được một cái thứ gì đó mà anh thích làm, anh làm tốt và nó có giá trị tốt cho xã hội, thì anh sẽ kiên trì, anh sẽ dẫn những cái kỹ năng, anh trang bị những cái kiến thức để hỗ trợ cho cái thứ đó. Và trong cái quá trình anh làm thì anh sẽ cố gắng anh đạt được những cái niềm vui nho nhỏ để mà nó có thể tạo cho động lực của bản thân anh nó tiếp tục với cái công việc đó. Và cuối cùng thì yêu đời, tức là cho dù đời nó đối xử mình như thế nào thì mình vẫn yêu nó. Vẫn phải tự yêu cuộc sống của mình, đúng không anh? Đúng rồi. Chuyện gì xảy ra thì mình chỉ biết chấp nhận thôi chứ mình có thể làm được gì đâu. Đúng rồi, chỉ có thay đổi bản thân mình chứ không thay đổi đời được. Vậy là qua phần 1 của podcast, chúng ta đã tìm hiểu được cái cách xác định một đam mê thành công, cũng như là cách để xây dựng cái nền tảng trong ngành thiết kế UX UI. Trong phần 2 tới, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm về việc phát triển sự nghiệp, những rủi ro, thất bại và thành tựu trong lĩnh vực này. Còn nhiều câu hỏi khác mà các bạn đặt ra cũng sẽ được anh Hoàng giải đáp trong phần 2. Đừng quên ấn nút subscribe để không bỏ lỡ những cái gì mà bọn mình chia sẻ ở phần 2 nhé.